Xin chào mừng các bạn đã đến với Techmark. Có thể thấy là camera phone ngày nay ngoài phần cứng phải chất lượng thì phần mềm đi kèm phải khai thác tốt được phần cứng đó thì chất lượng ảnh cuối cho ra được mới ở mức cao nhất. Và cái việc làm mà điển hình rõ nhất mà chúng ta có thể thấy được đó là việc tích hợp AI vào bên trong camera, như chiếc B20 Pro này là một ví dụ điển hình. Vậy thì AI trên chiếc điện thoại này nó như thế nào và nó hỗ trợ B20 Pro những gì thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Về lý thuyết, AI được tích hợp trên B20 Pro giúp nhận diện được 19 ngữ cảnh khác nhau, từ đó có những thuật toán xử lý riêng biệt để chất lượng ảnh tốt nhất có thể. Còn thực tế, sau khi kích hoạt chế độ AI, ảnh có sự khác biệt nhất định và người dùng hoàn toàn có thể nhận biết được. Và đa phần trong các trường hợp AI hoạt động khiến cho bức ảnh trở nên sinh động hơn và đẹp mắt hơn. Trong điều kiện đủ sáng, AI nhận diện cảnh chụp rất là nhanh chóng. Nói về các ngữ cảnh mà AI có thể nhận diện thì mình đặc biệt thích ngữ cảnh bầu trời. Ví dụ như trong tấm hình này, màu trắng của mây, đặc biệt là nền xanh của bầu trời được AI trên B20 Pro xử lý rất đặc biệt. Tông màu thì có chút khác biệt so với thực tế nhưng lại gây được sự thích mắt đến người xem. Còn đối với tấm hình này, khi mà chụp phong cảnh, chụp cây, chụp cỏ thì mình nghĩ ngữ cảnh cây xanh rất là thích hợp. Màu xanh của lá cây sau khi được AI xử lý tươi và bắt mắt. Tuy nhiên nhiều lúc AI lại làm quá tay, ảnh sẽ hơi bị ảo một chút. Tiếp đến là chụp thức ăn thì không phải nói rồi, AI nhận diện nhanh và các màu sắc được đẩy lên rực rỡ sống động hơn, nhìn vào dĩa đồ ăn mà không khỏi thèm, nhất là các tông màu nóng. Đây là những ngữ cảnh mà theo mình là người dùng gặp phải nhiều nhất. Ngoài ra thì AI của B20 Pro còn có thể nhận diện thêm được nhiều ngữ cảnh khác nhau nữa, như là thác nước, tuyết thì mình không có thể có điều kiện để test được rồi. Tiếp đến là trong điều kiện thiếu sáng, mặc định chế độ AI trong B20 Pro có thể nhận diện được ngữ cảnh như là ban đêm. Tuy nhiên mình thắc mắc một điều là nếu như mà chụp cây cối vào ban đêm thì AI trên B20 Pro sẽ xử lý như thế nào? Nhìn chung thì chế độ AI được kích hoạt thì B20 Pro sẽ nhận diện được các cảnh chụp là ban đêm. Các bức ảnh sẽ có độ tương phản tốt hơn, màu sắc cũng có phần tươi tắn hơn. Đặc biệt là chi tiết ảnh cũng được cải thiện. Các bạn khi mà sử dụng smartphone đến từ Huawei thì chắc chắn cũng biết rõ là khi chụp đêm thì dù không có AI thì sản phẩm vẫn khuyên người dùng là nên giữ chắc tay thì ảnh sẽ rõ nét hơn. Không rõ là thuật toán xử lý đã được thay đổi như thế nào mà để cùng với thời gian chụp tương đương như vậy, nhưng mà chi tiết ảnh lại có thể tốt hơn được. Bên cạnh đó là dù chụp ban đêm nhưng mà AI vẫn có thể nhận diện được cây xanh. Và mình thấy rằng chế độ cây xanh hoạt động ban đêm hữu dụng hơn rất là nhiều. Vì thiếu sáng nên các tông màu nóng như là vàng, xanh, đỏ thì bị nhợt nhạt, thiếu sức sống. Trong đó có màu xanh của lá cây. Chính vì vậy khi mà AI đẩy màu xanh của lá cây trong điều kiện thiếu sáng thì bức ảnh trở nên sống động hơn hẳn. Đến khu vui chơi trẻ em thì môi trường này lúc này cũng đã rất là tối, nhưng mà nhờ hệ thống 3 camera trên B20 Pro kết hợp với AI nên độ sáng tổng thể của bức ảnh lúc này là chấp nhận được. Tuy nhiên cũng vì quá tối mà các màu sắc sau khi được AI xử lý có phần tươi hơn nhưng mà không khác biệt quá nhiều. Nhìn chung AI trên camera của Huawei B20 Pro hoạt động khá là hiệu quả và có thể nói là tối ưu hóa được cái phần cứng thuộc dạng là khủng nhất hiện nay. Huawei đã chọn phương án đó là để AI xử lý theo cách mà người dùng sẽ cảm thấy thích thú nhất. Ví dụ như là nền xanh của bầu trời hay là màu xanh của lá cây nó sẽ tươi tắn hơn, nó sẽ sinh động hơn là việc giữ lại cái sự chân thật. Còn các bạn khán giả của Techmark, các bạn cảm thấy AI trên camera có thật sự cần thiết hay không? Và các bạn mong chờ gì về AI trên camera thì các bạn hãy để lại phần bình luận ở bên dưới để chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác trên Techmark.